Vâng, xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dương iPhone. Và video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cái cách để chúng ta có thể hiển thị được cái thông tin về cái viên pin iPhone của mình. Mình có lướt qua một số cái timeline trên Facebook ấy, thì mình thấy có rất là nhiều bạn đã chia sẻ về cái thông tin pin. Thông tin nó kiểu dạng phân tích pin như này các bạn này. Có rất là nhiều bạn thì hỏi rằng là cái này ở đâu ra app gì ấy. Thì thật ra cái này là nó cái app phím tắt thôi. Đấy, cái phím tắt và nó là cái phím tắt phân tích pin đấy các bạn này. Và rất dễ thôi, bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn cho tất cả các bạn nhé. Và cái cách xem pin này đấy thì nó sẽ áp dụng cho từ iOS 13 trở lên các bạn nhé. Vì mình có test trên một chiếc iPhone 6 iOS 12.5 thì nó không được hỗ trợ các bạn ạ. Nó báo là cái phím tắt này quá mới và nó yêu cầu mình phải nâng cấp cái version của app phím tắt. Tuy nhiên thì cái phím tắt này mình đã nâng rồi và iOS này mình cũng đã nâng kịch rồi thì vẫn không được. Và trên tay mình đây đang là một chiếc iPhone 7 và mình chưa từng cài cái phím tắt đó các bạn nhé. Trong cái app phím tắt của mình thì chưa có cái gì cả. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ tạo phím tắt đó này. Đầu tiên thì mình sẽ gửi cho các bạn một cái link phím tắt. Đấy, cái link phân tích pin, phím tắt phân tích pin. Và các bạn đừng có kích mở ra như thế này bởi vì nó sẽ gặp lỗi đấy. Các bạn chỉ cần ấn vào đây. Đấy, và sao chép. Cái link thì mình sẽ để dưới phần mô tả và các bạn mở trong Safari các bạn nhé. Các bạn nhớ là copy link, xong rồi các bạn mở trong cái Safari này. Đấy, và mình sẽ dán link vào đây. Đấy, và các bạn chọn truy cập thôi. Các bạn phải truy cập vào trong Safari như thế này thì nó mới cho các bạn tạo cái phím tắt này. Và chúng ta chọn Get Shortcut. Tuy nhiên thì trước đó thì các bạn phải bật cái mục bảo mật cho phím tắt này. Phải tin cậy bằng cách như sau này. Đầu tiên thì các bạn nhớ là tải cái app phím tắt về các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ vào trong cái mục cài đặt của chúng ta này. Và chúng ta vào trong cái mục là phím tắt. Đấy. Và ở đây thì sẽ có một cái mục là phím tắt chưa được tin cậy. Thì chúng ta phải bật mục này lên. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy rằng là của mình thì nó không cho bật thế này. Thì cái cách khắc phục đó là chúng ta sẽ vào trong cái app phím tắt. Tất cả phím tắt nhé. Các bạn sẽ tạo một cái phím tắt bất kỳ. Ví dụ như mình sẽ thêm một cái tác vụ đó là ví dụ như là ứng dụng này. Ảnh chẳng hạn ha. Mình sẽ chọn mục là chọn ảnh. Và mình sẽ tiếp. Tên phím tắt mình sẽ đặt lung tung gì đây. Và mình chọn xong. Đấy, lúc này các bạn giả vờ chạy một phát. Đấy, các bạn chạy một phát. Đấy, thế là xong. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay vào trong mục cài đặt lúc nãy. Đấy thì là cái mục phím tắt chưa được tin cậy, nó sẽ tự động, nó sẽ cho các bạn bật. Đấy, và chúng ta sẽ cho phép thôi. Rồi, ok. Nhập mật khẩu để xác nhận. Rồi bây giờ chúng ta đã có thể vào lại và tải lại cái phím tắt phân tích pin. Rồi, ok. Tên phím tắt là phân tích pin. Đấy, vuốt xuống nữa. Sẽ có rất là nhiều những cái mục ở dưới này nhưng mà chúng ta không cần quan tâm các bạn nhé. Thêm phím tắt này. Đấy, đã thêm vào phím tắt đây rồi. Đấy, và sẽ có một cái phím tắt là phân tích pin. Tuy nhiên thì để chạy được cái phân tích pin chúng ta phải có một cái file phân tích. Thì các bạn lưu ý này, cái file phân tích này rất là quan trọng nhé. Các bạn sẽ vào trong cái mục cài đặt iPhone của các bạn này. Rồi tiếp theo các bạn vào mục quyền riêng tư. Và các bạn truy cập vào bên dưới cùng này. Kéo xuống bên dưới có mục là phân tích và cải tiến. Thì các bạn sẽ bật cái mục là chia sẻ phân tích iPhone này lên. Ở đây là mình đã bật từ trước rồi các bạn nhé. Tuy nhiên thì có những bạn nào mà chưa bật ấy, ví dụ như mình chưa bật này. Thì khi này mình bật lên. Đấy, mình bật lên như thế này thì phải đợi khoảng ít nhất là 2 ngày. 2 đến 3 ngày có khi lâu hơn. Để nó sẽ phân tích dữ liệu các bạn nhé. Còn nếu các bạn mới bật xong thì chưa có cái dữ liệu gì hết. Dữ liệu nó sẽ nằm ở trong này các bạn này. Đấy. Nếu như các bạn mới bật ấy, thì dữ liệu nó sẽ rất ít hoặc là nó chưa có cái gì cả. Vậy cho nên là các bạn bật lên thì các bạn phải đợi khoảng 2 đến 3 hôm sau, có khi lâu hơn, để chúng ta sẽ có một cái file phân tích pin. Mình sẽ hướng dẫn tiếp này. Các bạn sẽ truy cập vào cái mục dữ liệu phân tích. Và ở trong này nó sẽ có rất là nhiều file. Nếu để càng lâu thì nó càng nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta không quan tâm đến những cái file khác. Chúng ta vuốt tới cái phần vần. Cái vần đầu này là chữ L các bạn nhé. Các bạn quan tâm đến cái vần chữ L. Ví dụ như đây là log address các bạn này. Các bạn lấy cái mục nào mà ngày gần nhất với các bạn. Ví dụ ở đây này. Ở đây các bạn thấy là ngày mùng 2 tháng 1 này. Ở đây là ngày mùng 3 tháng 1 thì chúng ta sẽ lấy cái file này. Nói chung là cái file nào mà ngày nào gần nhất. Nhưng mà cái chữ đầu này các bạn phải nhớ là log address các bạn nhé. Nhớ nhá, nhớ cho mình là log address. Đấy. Và cái ngày gần nhất thì mình sẽ chọn cái ngày này. Ngày này là gần nhất rồi.
Đấy, mình kích vào. Ở đây ấy, các bạn cũng có thể vuốt xuống và kiểm tra ở dưới này được. Nhưng mà thật ra là nó rất là nhiều những cái chữ ở trong này và các bạn sẽ rất là lâu mất thời gian. Vậy cho nên là cái cách ở đây chúng ta sẽ chọn chia sẻ này. Đấy, và chúng ta sẽ chọn mục lưu vào tệp. Đấy, và trên iPhone. Đấy, mình sẽ lưu vào trên iPhone nhé. Rồi, ok. Đã xong. Bây giờ là gần xong rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái mục áp phím tắt của chúng ta này. Rồi chúng ta sẽ chạy cái mục phân tích pin này. Phân tích pin. Đấy. Và ok thôi. Bắt đầu phân tích. Rồi cái này nó hướng dẫn cho mình lấy file nhưng mà lúc nãy thì mình đã lấy rồi. Ok nhá. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái iPhone của chúng ta để chúng ta lấy cái file ra các bạn này. Các bạn sang mục duyệt này và các bạn bách ra. Đấy thì các bạn chọn mục trên iPhone bởi vì lúc nãy ta tải, ta lưu vào trên iPhone mà. Và các bạn có thể thấy là đây có cái file là log address đây các bạn này. Đấy và chúng ta chọn cái file đó. Đấy thì bây giờ thì các bạn thấy sao? Nó đã hiện ra đây luôn rồi. Đấy mình sẽ đưa lên để cho các bạn có thể thấy rõ hơn. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy là 15:30 ngày hôm nay này. Đấy, tên là iPhone của các bạn này và số lần sạc là 19 lần. Dung lượng thiết kế là 1950 và lưu lượng khả dụng là 2007. Đấy, thì cái này không vấn đề gì các bạn nhé. Pin cái này là pin zin luôn đấy các bạn ạ. Cái máy này mình mua là còn mới luôn đấy. Thật ra thì cái dung lượng khả dụng đấy các bạn này thì nó sẽ ít hơn cái dung lượng thiết kế. Nhưng mà ở đây thì mình cũng không hiểu vì sao. Có thể là do nó hệ thống nó sẽ nhầm lẫn. Bởi vì cái này, cái cách để xem cái dung lượng iPhone này nó cũng chỉ để tham khảo thôi. Có vẻ như là hơi sai sai đúng không ạ? Thì cái pin của mình tốt quá nên nó báo vậy thôi, không có vấn đề gì. Nếu như mà pin của bạn lâu ngày ấy, thì nó sẽ báo gần đúng hơn. Nhưng mà pin của mình nó còn mới. Vậy các bạn vào đây này. Thì các bạn vào tình trạng pin của mình là 100% luôn. Pin của mình đang rất là ngon các bạn. Đấy, rất là ít hao cực kỳ luôn. 24 giờ dùng mạng bình thường mà nó chỉ hao có mấy chục phần trăm thôi. Đấy, như vậy là video hôm nay thì mình đã hướng dẫn xong cho tất cả các bạn là chúng ta phân tích cái viên pin của chúng ta. Tất nhiên là không thể chính xác tuyệt đối các bạn nhé. Đây chỉ là một cái thông tin để các bạn tham khảo thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy chia sẻ cho mọi người. Và đừng quên like, subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.